Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Thật Chúa là Đức Chúa Trời tốt lành của chúng con. Cảm ơn Chúa vì tình yêu lớn lao của Ngài. Ngài yêu thương nhân loại của chúng con, lạc mất, thiếu thốn, ốm đau, buồn khổ. Và Ngài đã đến thế gian này mang lấy nhục thể, sống sang một thân thể để chịu đau đớn thay cho chúng con, đánh lấy cho chúng con những đau ớn và buồn bực, để chúng con có thể kinh nghiệm được một sự sống được phục hồi trong ơn của Chúa. Và cảm ơn Chúa, Ngài đã sức giàu cho đấng Messiah, đấng Christ của chúng con, để Ngài đã thực hiện công việc và cho chúng con ngày hôm nay có thể làm người nhà của Đức Chúa Trời, để sức khỏe thiên thượng, để sự sống Chúa ban cho, được niềm vui phước hạnh ở trong ơn của Chúa, để thay thế các khỏi đời sống của chúng con đau ớn, buồn bực, tàn chế, thiếu thốn, buồn khổ, mà thay thế bằng sự tự do, vui mừng, mắt sáng, kinh nghiệm được sự phục hồi trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa vì bụi tro được thay thế bằng máu hòa. Cảm ơn Chúa vì áo của tăng chế được thay thế bằng áo của sự ngợi khen. Vì những con người đổ nát được Chúa Ngài sử dụng để trở nên những người đi xây dựng lại những nơi đã đổ nát và lập lại những thành đã bị bỏ. Ngài khen Chúa. Thật năm ơn lành của Chúa đã đến và chúng con được hướng để chúng con không còn phải sống mỗi ngày lo về cơm áo gạo tiền, mà Chúa cho chúng con được sự tiếp trợ và đảm bảo từ nơi Ngài. Đức Chúa Trời, tôi sẽ cung ứng đầy đủ mọi nhu cần của anh em ở trong Đấng Christ Jesus. Cảm ơn Chúa, không phải những điều chúng con yêu cầu, nhưng những điều nhu cần của chúng con. Cha ban cho chúng con để chúng con không phải lo cái ăn cái mặc như dân ngoại đang thường tìm, nhưng chúng con có thể kinh nghiệm được vì chúng con đã có nước trời và chúng con đã là công dân của nước trời. Thì Ngài sẽ ban phước cho chúng con và cho thêm chúng con những điều mà những người ngoài đang đeo đuổi và dốc hết tất cả năng lực của họ để tìm kiếm. Chúng con ngợi khen Chúa, chúc tụng Ngài về sự phong phú mà Chúa Ngài đã dành ban lại cho chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài và chúng con một lần nữa thưa với Chúa rằng Chúa là Chúa tuyệt vời của chúng con. Cảm ơn Cha đã yêu thương và tìm cứu chúng con để chúng con được ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa với chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Em Chúa xin mời chị em ngồi ở trong ơn của Chúa. Hallelujah. Ngợi khen Chúa chúng ta như chúng tôi đã có phần mở đầu. Chúng ta đang đeo đuổi chiếc chìa khóa của Bà Tàm. Đây là một cái vùng đảo mà trong đó có một phần của cái quần đảo này, một cái đảo được gọi là Pulau Galang, là nơi mà chúng tôi đã ở đó, ở trong trại tị nạn ở đó. Và cảm ơn Chúa, tại đó chúng tôi cũng đã kinh nghiệm nhiều cái phước hạnh từ nơi Chúa ban cho, với một cái cưa, một cái búa mà tôi mang từ Việt Nam sang. Bởi vì nghe nói là khi đến, có khi ở đảo Wang, hay là ở lúc bây giờ nghe tin tức về đảo Pulau Bidong ở tại Malaysia, thì mình phải tự cưa cây, mình tự phải đóng nhà để ở, bởi vì nếu mà phải mua thì có rất nhiều cây vàng, rất là đắt tiền. Thì chúng tôi đem một cây búa với lại cây cưa theo. Cảm ơn Chúa, mình tính là cất nhà cho mình. Nhưng mà khi đến được đưa vào trong trại tị nạn ở Galang thì Liên Hiệp Quốc đã cấp cho chúng tôi những người tị nạn những cái barrack có sẵn, một cái như vậy cho 100 người. Và hai bên là như là hai cái sạp và họ cứ chia ra, mỗi một người như vậy là được 2 mét vuông và cứ sắp đặt như vậy và ở trong cái barrack như vậy 100 người. Nên chúng tôi đã dùng cái búa đó và một cái cưa tay đó mà cất một cái nhà nguyện. Và cảm ơn Chúa để lại những cái kỷ niệm rất là đặc biệt trong sự tiếp trợ của Chúa, trong sự ban phước của Chúa. Thì tháng trước khi chúng tôi về Việt Nam thì gặp lãnh đạo của Indonesia trong phái đoàn của Indonesia. Và khi biết tôi đã từng ở đó, cũng như là sự hướng dẫn của Chúa, họ trao cho tôi một cái chìa khóa để làm một cái biểu tượng. Đó là họ trao cho cái chìa khóa để có thể mở cánh cửa phục hưng cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Thật là phước hạnh. Và chúng ta được họ chia sẻ là có 5 điều Việt Nam phải làm để Việt Nam có thể được phước và làm nguồn phước. Thì thứ nhất là phải nắm bắt khải tượng. Chúng ta phải có khải tượng, chúng ta phải thấy được đất nước của chúng ta trong sự ban phước của Đức Chúa Trời có thể thay đổi như thế nào. Chúng ta có thể tấn lên ở trên trong ơn của Chúa như thế nào. Thì chúng ta phải thấy được cái phước mà Chúa có thể ban cho chúng ta đó, để chúng ta nhận rồi chúng ta mới có thể làm nguồn phước cho nhiều người. Thứ hai, chúng ta cần phải biết cái thời kỳ của chúng ta. Chúng ta đang sống ở trong những ngày mà nếu chúng ta theo dõi tin tức ở tại Việt Nam cũng như là thế giới, thì chúng ta thấy rằng chúng ta đang ở trong những giờ phút rất đặc biệt. Những cái môi trường được dọn dẹp một cách rất là đặc biệt mà trước đây chúng ta không ngờ là nó có thể xảy ra. Nhưng mà nó đã xảy ra ở trong ơn của Chúa. Và chúng ta tin rằng
Chúa Ngài sẽ làm xong công việc của Ngài và những gì cần thiết để Đức Chúa Trời có thể ban phước ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta, dân tộc Việt Nam của chúng ta. Chúa Ngài sẽ làm xong công việc của Ngài để chúng ta thấy hội thánh của Chúa được phước và đất nước, quê hương, xứ sở của chúng ta cũng được phước lành. Cảm ơn của Chúa. Và thứ ba là chúng ta phải trở nên những con người cầu nguyện. Cầu nguyện là cái gạch nối giữa đất này với trời, với một hoàn cảnh với Đức Chúa Trời toàn năng. Cầu nguyện là một cái cầu chì để nối quyền năng của Đức Chúa Trời vào trong một hoàn cảnh. Cầu nguyện là xin Chúa Ngài can thiệp vào hoàn cảnh của chúng ta. Cầu nguyện là chúng ta trao quyền pháp lý cho Chúa vì chúng ta đứng ở trong vị trí của người của một dân tộc, chúng ta cầu thay cho dân tộc đó. Chúng ta là người con của một gia tộc, chúng ta cầu nguyện cho gia tộc đó. Chúng ta là con của một gia đình và chúng ta cầu xin Chúa Ngài can thiệp vào trong gia đình của chúng ta. Chúng ta là người của thành phố đó, của đất nước đó, chúng ta cầu nguyện. Thì chúng ta trao quyền pháp lý cho Chúa bởi vì chúng ta xin Chúa Ngài giúp đỡ cho gia tộc của con. Xin Chúa Ngài cứu những người trong dòng họ của con. Thì Chúa Ngài cứu những người trong thành phố của chúng con, ở trong tỉnh của chúng con, ở trong đất nước của chúng con. Và khi chúng ta cầu nguyện như vậy thì Đức Chúa Trời Ngài nhận quyền pháp lý bởi lời kêu sinh của chúng ta mà Chúa Ngài nhúng tay vào và làm việc ở trên những nơi, những cộng đồng, những nhóm người mà chúng ta cầu thay. Vì chúng ta biết tại tòa án của thiên đàng, sao rằng là kẻ kiện cáo anh em nó có thể đến và nó nói rằng nhưng mà cái gia tộc đó nó phỉ nhổ Đức Chúa Trời mà. Nó đâu có kính sợ Đức Chúa Trời, tại sao Ngài ban phước? Nếu ở trong cái gia tộc Đức Chúa Trời tìm thấy được một người biết Chúa đầu tiên mà cầu nguyện cho gia tộc của mình, Đức Chúa Trời sẽ đúng, chúng nó chưa biết để kêu cầu ta, nhưng mà có một đứa nó đã kêu xin và ta đến để cứu giúp và đáp lời cầu nguyện của nó. Anh chị em nắm được khái tượng đúng không? Đó là lý do tại sao mà chúng tôi cầu nguyện cho họ Quỳnh của chúng ta. Thì tôi có cái quyền pháp lý đó để có thể cầu xin và Đức Chúa Trời Ngài can thiệp vào. Và tạ ơn Chúa, từ lúc cầu nguyện và đeo đuổi cái điều này thì chúng tôi đi khắp nơi. Thì cảm ơn Chúa, anh em có người chạy đến và cảm ơn mục sư đã cầu nguyện. Tôi bây giờ được là con gái của Chúa vì tôi cũng họ Quỳnh nữa nè. Cảm ơn Chúa. Và sau đó mỗi một ngày một nhiều. Có nhiều người đến và cảm ơn Chúa vì em cũng là họ Quỳnh đó mục sư. Và cảm ơn Chúa vì mỗi một ngày chúng tôi thấy phía Nam là họ Quỳnh, phía Bắc là họ Hoàng đó, cùng là một họ đó. Thì Quỳnh và Hoàng ngày hôm nay chiếm được khoảng chừng 14% dân Việt Nam của chúng ta đó. Thì trong số đó cũng có rất là nhiều người đã được cứu, đã được gọi vào trong chức vụ, trong sự hầu việc Chúa. Tôi chia sẻ điều đó để xin Chúa Ngài gieo khải tượng trong anh chị em, những người nghe tôi trong thời gian này, trực tiếp cũng như là trong những ngày sắp đến, nắm bắt khải tượng và đứng lên cầu nguyện cho dòng họ của mình. Để Chúa Ngài cảm động chúng ta cầu nguyện luôn cho ba họ của mình. Để chúng ta thấy được, bởi vì mình trao quyền pháp lý cho Chúa, thì Chúa Ngài sẽ nhúng tay vào. Bởi vì Đức Chúa Trời rất muốn làm việc, Ngài cần một lời kêu cầu. Amen anh chị em. Có người mục sư được Chúa Ngài sử dụng một cái rất là lớn lao, thành lập một cái hệ phái mà chúng ta gọi là giám lý đó, tức là Methodist. Theo John Wesley, sau những ngày bước đi với Chúa, hầu vì Chúa, trong cuộc đời của ông cởi ngựa và ông đi 80.000 dặm, 80.000 mao để giảng lời của Chúa. Và được Chúa Ngài sử dụng một cái rất là lớn lao. Ông chia sẻ một cái điều mà ông nhận biết, đó rằng dường như Đức Chúa Trời không nhúng tay vào bất cứ những cái việc gì ở trên trần gian này, trừ trường hợp đáp lời cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Để chúng ta hiểu điều đó, chúng ta sẽ thấy rằng nếu chúng ta không xin, Chúa không làm. Vì chúng ta xin, chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa Trời sẽ làm một cái gì đó, mà nếu chúng ta không cầu xin thì Ngài không làm. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ được mở cho. Cảm ơn Chúa. Tối hôm nay chúng ta đeo đuổi cái phần thứ ba của chìa khóa để chúng ta được phước và làm người phước đó. Thì chúng ta suy nghĩ về quyền năng của sự cầu nguyện. Và ở trong đôi tuần sắp đến chúng ta sẽ tiếp tục để chúng ta học và cầu nguyện, để chúng ta thấy được sức mạnh của sự cầu nguyện. Tối hôm nay thì chúng ta sẽ học cái điều đầu tiên, đó là tiềm năng ba mặt của sự cầu nguyện. Có một giáo sư thần học, ông đã nói sách Công vụ sứ đồ là sách ghi lại lịch sử của hội thánh của Chúa đã được thành lập và đã phát triển như thế nào trong thế kỷ đầu tiên. Tưởng rằng sách Công vụ có thể tóm gọn trong ba chữ, đó là lên, xuống và ra đi. Lên, xuống và ra đi. Đức Chúa Giêsu được cất lên trời, Đức Thánh Linh giáng xuống và hội thánh của Chúa đã đi ra. Nếu chúng ta hiểu được ba từ này, chúng ta hiểu được cả cái sách Công vụ của sứ đồ. Đức Chúa Giêsu được tiếp rước về trời, Ngài được cất lên, Đức Thánh Linh được ban cho và giáng xuống khai sinh hội thánh. Và khi hội thánh nhận được quyền năng của Chúa ra đi, đạo của Chúa phát triển mở rộng ngoài sự ra đi của hội thánh của Chúa. Nhưng mà trước khi Đức Chúa Giêsu Ngài được tiếp rước lên trời, trước khi Đức Thánh Linh giáng xuống,
Và trước khi hội thánh đi ra thì có một việc rất là có ý nghĩa đã xảy ra. Đó là hội thánh đầu tiên đã được khai sinh, đã được sanh ra. Hãy nghe Đức Chúa Giêsu nói về điều liên quan đến sự ra đời của hội thánh, để chúng ta biết rằng Ngài đã ban cho các sứ đồ một mạng lệnh sau khi Ngài sống lại. Ở trong Ma-thi-ơ chương 28, câu 18 cho đến câu số 20, chúng ta biết rằng đây là nền tảng của sự sai phái mà chúng ta được sai phái. Đức Chúa Giêsu đến và phán với họ rằng: tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm phép tên cho họ và dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các con. Ta và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Cảm ơn Chúa. Theo như lời của Chúa Giêsu tại đây, thì hội thánh của Chúa ở trên đất này, hội thánh phổ thông đó, là thẩm quyền cao nhất ở trên thế giới này. Không phải một đế quốc nào, nhưng mà là hội thánh của Chúa. Vì tất cả quyền phép trên trời và dưới đất đó, đã giao trong tay của Ngài. Và Ngài xây qua, sai phái hội thánh đi ra trong cái thẩm quyền đó. Cho nên có thể nói, ở tại thành phố Houston này thì thẩm quyền cao nhất không phải là cái văn phòng làm việc của thị trưởng của thành phố, mà là hội thánh của Đức Chúa Giêsu Christ ở trên thành phố này. Khi chúng ta nắm được điều này, chúng ta sẽ thấy rằng có rất là nhiều điều mà chúng ta có thể sử dụng thẩm quyền để chúng ta có thể thực thi công tác mà Chúa Ngài giao cho chúng ta. Một trong những điều mà chúng ta đã bị dạy sai nhất là người Việt Nam của chúng ta, người Tin Lành của chúng ta, đó là người Tin Lành không làm chính trị. Và họ cho rằng cái việc đi bỏ phiếu, cái việc chúng ta dự phần vào trong công việc ủy quyền, cái thẩm quyền mà Chúa giao cho chúng ta, chúng ta cho những người mà chúng ta bởi lá phiếu ủy quyền cho họ để họ làm việc cho thành phố, thì chúng ta đi đến cái kết luận đó là làm chính trị. Cho nên cơ đốc nhân ngồi tại nhà bó tay nhìn thế giới của chúng ta bị những người ác dẫn đi vào trong cái chỗ bế tắc, trong cái mệnh danh là người Tin Lành chúng ta không làm chính trị. Anh chị em, đi bỏ phiếu không phải là làm chính trị, nhưng mà bỏ phiếu là chúng ta thực hiện cái mạng lệnh mà Chúa giao cho chúng ta. Chúa ban cho chúng ta thẩm quyền, và bây giờ chúng ta sử dụng thẩm quyền đó bởi cái lá phiếu chúng ta, mà chúng ta trao cái quyền đó cho những người mà chúng ta bầu họ lên những cái vị trí ở trong thành phố của chúng ta. Chúng ta phải hiểu như vậy. Không phải là làm chính trị, nhưng mà đây là một mục vụ, và đây là cái trọng trách mà Chúa Ngài giao cho chúng ta. Bởi vì không bỏ phiếu là chúng ta bỏ phiếu cho người ác. Chúng tôi hôm thứ Sáu vừa rồi đi dự một cái bữa ăn tối, một bữa tiệc để chúc mừng một cái người phó tư cảnh sát của thành phố Houston của chúng ta, là một người Á Châu. Vợ của anh cũng là một cảnh sát. Cả hai đã từng giữ an ninh cho đại hội phục hưng của chúng ta. Và cảm ơn Chúa, bây giờ thì Chúa Ngài cho anh đã được trưởng tư cảnh sát của thành phố Houston của chúng ta mời để làm assistant chief. Thì mọi người rất là được khích lệ, bởi vì ít nhất là người Việt gốc Hoa, anh đã được đi từ chỗ của một người nhân viên cảnh sát bình thường mà bây giờ lên làm tướng 3 sao và đang là phó tư cảnh sát của tư cảnh sát thành phố Houston của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Một điều đặc biệt mà tôi muốn chia sẻ tại đây đó là trong lúc chúng tôi đang ở tại đó để chuẩn bị giờ cho cái bữa tiệc, thì những điều rất là kỳ diệu xảy ra. Anh chị em, trong cái buổi tiệc đó thì có các mục sư lên cầu nguyện khai mạc. Trong cái bữa tiệc đó có hát cái bài hát God Bless America. Trong cái bữa tiệc đó có những lời chúc mừng của các mục sư thuộc về các hội thánh của người Á Châu của chúng ta, đặc biệt là người Trung Hoa. Rất là đặc biệt. Và có một số những cái tổ chức thì có một người chạy đến và tự giới thiệu với tôi là cô biết về tôi rất là nhiều, và bây giờ thì muốn được kết nối ở trong cái sự cùng làm việc để thấy người Việt Nam của chúng ta, nhất là người Á Châu của chúng ta, nhất là người Việt Nam của chúng ta phải đi bỏ phiếu. Thì có nói một lý do rất là đơn giản: nếu chúng ta đi mà chúng ta cũng không có đánh cho cái đảng nào mà chúng ta chọn đó, ít nhất người ta cũng đếm được là có một cái lá phiếu của người Việt Nam. Vì tất cả cộng đồng người Việt Nam của chúng ta ở tại thành phố Houston này, trong lần bầu cử vừa rồi, chưa đến 17.000 lá phiếu của người Việt Nam của chúng ta. Chưa tới 10%. Đó là lý do như vậy, cho nên cộng đồng Việt Nam của chúng ta muốn lên tiếng cái gì đó, thì người ta nói rằng, mấy anh là ai? Nobody. Cho nên cái chuyện chúng ta chỉ cần chúng ta đi đến cái phòng để chúng ta đi bầu đó, chúng ta biết chúng ta bầu cho ai, dĩ nhiên là chúng ta biết là mình phải bầu cho ai rồi, vì chúng ta có sự soi sáng từ nơi Chúa. Nhưng mà đây là tiếng nói của một người trong cộng đồng, nó nói, nếu quý vị cứ đi đến đó và bỏ phiếu trắng cũng được nữa, nhưng mà ít nhất mà người ta đếm là có một cái phiếu của người Việt Nam. Và
Nếu cộng đồng của chúng ta mà có 50.000, có 70.000 như là thống kê vừa rồi chúng ta, người Việt chúng ta đã khai đó. Chúng ta biết rằng có thể là gấp đôi, gấp ba. Nhưng mà người Việt chúng ta vì sợ, người ta biết cái lý lịch của mình và không có tin rằng cái tổ chức gọi là thống kê của Mỹ đó, kiểm tra dân số đó, là họ không có sử dụng cái đó để giao lý lịch của chúng ta cho sở thuế để nó lùng tìm chúng ta. Hai cái tổ chức đó nó là hoàn toàn nó khác biệt. Nó nói rằng có 70.000 người nói rằng mình là người Việt Nam sống ở tại thành phố Houston này, mà chưa tới 17.000 người đi bỏ phiếu. Đó là lý do mà cộng đồng người Việt của chúng ta không có tiếng nói ở tại nước Mỹ này. Chúng ta xin cái gì? Nói rằng xin gì con chút xíu, nhỏ xíu vậy làm gì? Không có tiếng nói. Trong khi đó rằng cái thực chất thì chúng ta lớn hơn rất là nhiều. Tôi chia sẻ điều đó để nhắc nhở anh chị em. Đó là một trong những góc cạnh để chúng ta hiểu được. Đó là Chúa ngày ban cho chúng ta thẩm quyền để chúng ta có thể sử dụng thẩm quyền đó để chúng ta giảng tin lành của Chúa, để chúng ta khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa. Hãy sử dụng thẩm quyền này trong mức tối đa của nó. Đây là điều mà xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng ta tỉnh thức. Và tôi biết rất nhiều những cái con số tỷ lệ phần trăm, nhưng mà khi cái người phụ nữ này ở trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta, trong hội của những người professional, thì tôi thấy một cái sốc rất là nặng. Tưởng rằng mình đã điều động để khích lệ anh em của mình ở trong hội thánh và tiếng nói trong cộng đồng của mình, nhưng mà thấy rằng chưa có thấm vào đâu hết. Nếu như con số mà các hội thánh Việt Nam của chúng ta nói đó, thì cái đó chắc có lẽ là cũng được phân nửa cái số phiếu người đi bầu rồi. Nhưng mà thực chất nó như thế nào thì Chúa biết. Tôi khuyến khích anh chị em và những người có cái điều kiện để có thể đi bỏ phiếu ngay chuẩn bị. Bởi vì bên kia phía của ác gian, nó đang chuẩn bị những cái công việc rất là lớn, là chúng ta có thể dùng lá phiếu của mình để chúng ta đánh hạ nó. Nên xin chúng ta ban phước. Mát chương 16 câu số 15 thì ngài lại phán với họ: hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Mà trước khi có thể đi ra khắp thế gian thì Đức Chúa Giêsu ban cho họ một cái lệnh khác, một cái mệnh lệnh mà được gọi là mạng lệnh lớn nhất ở trong công vụ chương 1 câu số 4. Ngài truyền lệnh rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều cha đã hứa. Đây là những lời rất là cứng rắn của Đức Chúa Giêsu: đừng và nhưng phải. Và chúng ta thấy rằng ở thánh chung thì chúng ta chỗ đó lướt qua và có nhiều người cũng chưa bao giờ đọc đến câu đó. Và đối với Chúa Giêsu đây là chuyện rất là quan trọng, rằng các ngươi trước hết cần nhóm lại để cầu nguyện. Và sau đó trong câu 8 ngài nói rằng nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi và điều gì xảy ra anh chị em, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả Judea, xứ Samaria cho đến khắp cùng trái đất. Và chúng ta thấy rằng tất cả những điều đó đều bắt đầu bằng sự cầu nguyện. Họ họp lại để cầu nguyện. Theo như Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu số 16, sau này sứ đồ Phao-lô ông nói cái mệnh lệnh mà Chúa Giêsu ngài đã truyền, thì lúc mà Chúa ngài truyền những lời này xong và ngài được cất lên, lúc bây giờ có hơn 500 anh em chứng kiến điều đó. Nhưng mà từ núi Olivet đi qua thành Jerusalem thì không bao xa, nhưng mà 380 người trong số 500 người đó không đi cầu nguyện, họ đi về. Và cái thánh ghi lại chúng ta khoảng 120 người vâng lời về Jerusalem lên phòng cao và cầu nguyện tại đó. Như vậy là cái tỷ lệ cứ 4 người thì có 3 người không vâng lời. Họ đi về họ cũng làm, nhưng mà làm việc khác chứ không phải làm công việc cầu nguyện. Đó cũng là vấn đề thường xảy ra trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Lý do mà chúng tôi kêu gọi anh chị em, nếu chúng ta nhìn mô hình của sự phục hưng ở tại Nam Hàn, thì cầu nguyện là huyết mạch của họ. Có một sư kể rằng ông đi qua bên đó và được dạy một cái trường kinh thánh ở bên đó. Ông được cho ở trong một cái nhà, khu nhà ở trong một cái khuôn viên của nhà thờ. Rồi ông thấy họ cầu nguyện tới khuya. Xong về phòng ngủ, ông thức dậy đi uống nước. Thì 3 giờ sáng, đã thấy người ta đã đến nhà thờ, người ta cầu nguyện nữa. Họ cầu nguyện cho đến, từ 3 giờ họ cầu nguyện cho đến 6 giờ sáng rồi họ đi làm. Đến giờ nghỉ trưa, họ trở lại nhà thờ, họ cầu nguyện nữa. Thì vị mục sư này nói rằng nhiều phái đoàn của Việt Nam của chúng ta đã đến Nam Hàn để tìm hiểu xem thế nào Hàn Quốc phát triển mạnh như vậy, đạo của Chúa phát triển mạnh như vậy. Người ta về, người ta báo cáo, người ta nói rằng ồ, nhóm tế bào của họ là tuyệt vời.
Hội thánh của họ có những cái vấn đề tổ chức tuyệt vời, nhưng mà rất ít người khám phá ra được cái chìa khóa thật. Làm sao để hội thánh ở tại Nam Hàn phát triển một cách lạ lùng như vậy, đất nước của họ cũng được phước lây như vậy. Anh chị em, chỉ trong vòng 60 năm, họ đi từ một cái chỗ có những cái nạn đói và họ chết như rạ. 60 năm sau, họ đứng cái như là ngang ngửa với lại Nhật Bản. À, bây giờ thì trong một số những lĩnh vực họ đã vượt xa Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Đài Loan. Từ việc họ chế và sản xuất xe, ô tô đó, xe hơi đó, đến những cái phương tiện về điện toán và nhiều lĩnh vực khác nữa. Họ đã từng tuyên bố 30 năm về trước họ sẽ chiếm cái ngành điện ảnh của Á Châu của chúng ta. Và chỉ trong vòng 10 năm sau khi họ tuyên bố điều đó thì phim Hồng Kông không còn gọi là so tài được với phim của Hàn Quốc. Hội thánh của Chúa phát triển một cách mạnh mẽ ở tại đó. Tất cả được quy vào ở trong cái việc hội thánh ở tại Nam Hàn cầu nguyện. Và họ thật là những con người cầu nguyện. Tôi đến đó để thăm núi cầu nguyện thì một vị mục sư người Hàn Quốc học vị Chúa với người Việt Nam của chúng ta, tôi nhớ mục sư An, ông chở tôi lên cái chỗ cái núi cầu nguyện đó. Ông đậu xe ở trước một cái phòng cầu nguyện, ở trên đó họ gọi là một cái hang cầu nguyện. Tôi nghe tiếng cầu nguyện âm ầm trong đó. Tôi nói cha, cái cửa này nó nhỏ mà làm sao họ có thể ở trong đó đông như vậy. Ông ngồi chờ một lúc, tại vì mục sư An ông giữ cái để xin chọn một cái chỗ cầu nguyện như vậy để chúng tôi vào trong đó và nếm trải những cái giây phút cầu nguyện ở trong những cái phòng cầu nguyện đó. Nó đục ở trong cái chân đồi và người ta xây vào trong cái chân đồi đó, có cái cửa ngoài thôi, mình chui vào trong đó cho mình ngồi trong đó mình cầu nguyện. Thì chúng tôi ngồi trên xe chờ, một lúc sau cửa mở và tôi nghĩ rằng ít nhất cũng phải có 3-4 người đi ra. Xem biết điều gì không, một phụ nữ người Hàn Quốc, bà cầu nguyện ở trong đó, mình nghe như 4-5 người cầu nguyện ở trong đó. Cái tinh thần cầu nguyện của họ lạ lùng. Chúng tôi đi vào ở trong một cái phòng lớn có thể chứa được đến 5.000 chỗ ngồi. Thì dân của các xứ, những người cần được sự chữa lành, họ mang ba lô, họ mang túi ngủ đến, họ trải nằm ở trên cái sàn nhà thế đó. Và nhiều người họ đứng dậy, cuốn cái túi ngủ của mình, dọn cái ba lô của mình trở về quê hương của họ trong một thân thể đã được chữa lành. Và nhiều điều kỳ diệu khác. Nam Hàn, hội thánh của Chúa phát triển vì sự cầu nguyện. Chúng ta đã nghe nhiều câu chuyện về sự phát triển của hội thánh thầm lặng ở tại Trung Quốc. Họ cầu nguyện là đất rung động. Họ cầu nguyện là dấu kỳ phép lạ xảy ra. Và gần nhất của chúng ta là cái sự cầu nguyện, tinh thần cầu nguyện của hội thánh của Chúa tại Indonesia. Indonesia có những cái sự mặc khải và hướng dẫn của Chúa trong sự cầu nguyện của họ lạ lùng lắm. Họ xây những cái thành phố để những cái tổ chức cầu nguyện được có mặt ở tại đó. Và ở dưới cái tháp cầu nguyện đó thì có những cái trường đại học được xây dựng. Và trên hội cầu nguyện Chúa ban phước xuống thì sinh viên dưới này ngồi nghiên cứu đó. Họ có những phát minh tuyệt vời. Họ có những cái sự khám phá tuyệt vời. Họ có những cái alternative fuel, những cái chất đốt mà nó không phải là dầu thô. Họ khám phá ra được. Có những cái phát minh rất là lạ. Có những ý tưởng rất là mới mẻ. Tôi ngồi tại đó uống cà phê ở trong một cái chỗ nghỉ ngơi. Tôi nói chuyện với một số các mục sư. Trong lúc nói chuyện như vậy thì những ý tưởng từ thiên đàng đó nó tự nhiên được mặc khải và mình nói ra miệng, mình cũng ngạc nhiên, mình nói ủa cái này ở đâu. Trong cái bầu không khí như vậy đó thì creativity, cái óc sáng tạo của chúng ta được Chúa Ngài làm cho nó hoạt động một cách rất là lạ luôn. Tôi hiểu được cái điều đó. Bên chị em một hội thánh thôi, họ cất một cái trung tâm để mỗi tháng một lần họ hiệp lại với nhau là 17.000 người. Chỉ có những người lãnh đạo trong hội thánh đó mới được đi cầu nguyện ở trong cái ngày đó. Mà 17.000 chỗ ngồi không đủ chỗ cho một hội thánh thôi. Lãnh đạo thôi nha anh chị em, chứ không phải tất cả mọi người. Tôi cầu nguyện điều đó nó sẽ sớm đến cho Việt Nam của chúng ta. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu ngày truyền lệnh này thì không phải là một cái đề nghị, nhưng mà Chúa ngày biết rằng nó rất là quan trọng. Thứ nhất, chúng ta cùng suy nghĩ cái phước hạnh, cái tiềm năng thứ nhất. Đó là mối liên hệ giữa sự rao giảng tin lành khắp thế giới với sự cầu nguyện.
cái khả năng để thay đổi thế giới bằng sự cầu nguyện. Chúng ta thấy Ngài phán cùng các sứ đồ rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ngài không muốn chúng ta bỏ sót một ai. Và Chúa Giêsu, Ngài muốn nối kết với sự cầu nguyện vui mùa gặt của những linh hồn lạc mất. Khi Chúa một ngày Ngài bận rộn làm việc phục vụ rất là đông người, thì Kinh Thánh ghi lại chúng ta trong Ma-thi-ơ chương 9 câu 35 đến 38, Đức Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng tin lành về vương quốc thiên đàng và chữa lành mọi thứ tật bệnh. Khi thấy những đoàn dân đông đảo, Ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn. Ngài phán cùng các môn đồ rằng mùa gặt thì thật trúng nhưng thợ gặt thì ít, vậy hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào trong mùa gặt của Ngài. Ở đây chúng ta thấy vấn đề là mùa gặt thì thật trúng, xong con gặt thì ít. Và chúng ta phải nhìn nhận điều này là trải qua bao nhiêu thời đại luôn luôn đúng. Cái cánh đồng đó thì là đã chín vàng sẵn sàng cho mùa thu hoạch, rất là trúng. Nhưng cái nan đề hội thánh của Chúa luôn gặp cho đến ngày hôm nay đó là thiếu con gặt. Cái sự giải quyết Chúa Giêsu Ngài dạy cho họ đó là hãy cầu xin chủ mùa gặt. Chính ở trong phần đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy cái cách giải quyết duy nhất mà Chúa Giêsu đưa ra cho các môn đồ của Ngài trước cái vấn đề rao truyền tin lành ra khắp thế giới, đó là cầu nguyện. Hãy cầu xin chủ của mùa gặt sai thợ gặt vào ở trong mùa gặt của Ngài. Cầu nguyện là chìa khóa. Và khi chúng ta cầu nguyện, Chúa Ngài sẽ đổ tài nguyên, Ngài sẽ dấy người lên, Ngài sẽ ban phước, và chúng ta có thể thực hiện những công việc đó. Thứ hai, mối liên hệ giữa sự hiệp một của cơ đốc nhân và sự cầu nguyện. Khả năng thay đổi hội thánh của Chúa. Cầu nguyện là điều cần thiết bởi vì nó tạo nên một bầu không khí hiệp một ở trong hội thánh. Tôi nhớ trong công vụ chương 4 câu 31 và câu 32, khi cầu nguyện xong thì nơi nhóm lại rúng động, mọi người đều được đầy dậy Đức Thánh Linh, giảng lời Đức Chúa Trời một cách giản dị. Bây giờ cả cộng đồng tín hữu đều đồng tâm hiệp ý, không ai xem tài sản mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung. Cảm ơn Chúa. Thì khi chúng ta cầu nguyện, Chúa cho chúng ta sẽ thân mật hơn với đấng mà chúng ta cầu nguyện với. Chúng ta sẽ thân mật hơn với những anh chị em mà chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Và chúng ta sẽ gần gũi và có sự đồng cảm hơn với những con người mà chúng ta cầu thay cho họ. Ba cái điều này nó đến khi chúng ta hiệp lại để chúng ta cầu nguyện. Và xin Chúa ban phước để chúng ta thấy được cái sự hiệp một giữa những cơ đốc nhân sẽ tốt hơn. Bởi vì thiếu sự hiệp một làm cho chúng ta mất ân quyền của Chúa. Và Chúa Ngài có quyền để có thể giúp đỡ cho chúng ta. Ở đây chúng ta cũng thấy rằng khi tăng cường sự cầu nguyện thì sự hiệp một cũng tăng theo. Nhưng tôi chia sẻ với anh chị em là khi chúng tôi đứng ở giữa một cái sân vận động quốc gia của Indonesia, hôm đó buổi cầu nguyện là ở trên chỗ ngồi, ở trên các cái hàng ghế ngồi trong sân vận động đó không còn một chỗ nào. Ở dưới sân gọi là sân cỏ đó có thêm 30.000 người ở dưới đó nữa, là 150.000. Còn ở bên ngoài thì có một số đông người họ không vào được, cộng với họ nối tiếp với 850 thành phố, và có những mạng lưới cầu nguyện trong những thành phố đó hiệp lại với nhau để cầu nguyện. Chúng ta nhìn thấy có những người linh mục của Orthodox, họ đội cái mão nhọn mà đen đen đó anh chị em, họ đứng đó với một cơ đốc nhân ân tứ cùng hát những bài hát chung với nhau. Mà dường như là họ hiệp một đến độ là họ có thể cùng nhau hát những bài hát mà không thấy lạ. Nói rằng là Chúa xin thương xót vào ngày nào Việt Nam của chúng con mới được như vậy. Cùng hệ phái với nhau mà nói hiệp một cũng đã khó rồi, đừng nói là nhiều hệ phái và nhiều mặt của các sinh hoạt. Nhưng mà chúng ta tin rằng bởi sự cầu nguyện Chúa Ngài sẽ làm. Chúng ta tin rằng với những vị trí mà Chúa Ngài đặt để chúng ta và đã cho chúng ta dự phần vào ở trong hai thập niên qua, chúng ta có thể làm ngồi nổ, chúng ta có thể làm nhịp cầu để việc này có thể xảy ra. Cho nên chúng ta cầu nguyện. Mối liên hệ giữa sự tăng trưởng cá nhân và sự cầu nguyện, chúng ta thấy cũng có một cái tỷ lệ rất đặc biệt. Cầu nguyện sẽ làm thay đổi cá nhân. Rõ ràng là các nhà lãnh đạo hội thánh đầu tiên đã nhận ra được điều này. Và chúng ta thấy rằng nói đến cái sự thiết lập về ưu tiên và các cái liên hệ với những lãnh đạo hội thánh đầu tiên, chúng ta nhớ trong công vụ chương 6, khi có những tiếng xào xạc than phiền về vấn đề thức ăn trong bữa ăn thông công của họ, thì chúng ta thấy rằng các vị sứ đồ có một sự khôn ngoan sáng suốt rằng bỏ việc dạy đạo và cầu nguyện để lo việc bàn tiệc thì đó là điều không có xứng. Vì họ thấy được cầu nguyện
là cái điều ưu tiên, và chúng ta phải để cái điều ưu tiên ưu tiên. Còn khi chúng ta để cho cái điều ưu tiên trở nên thứ yếu, chúng ta sẽ gặp trở ngại lớn. Ngày hôm nay nếu bị rơi vào trong hoàn cảnh đó, chắc chúng ta sẽ nhảy xuống để chúng ta giải quyết cái chuyện bằng tiền. Còn chỉ cầu nguyện với lại phục vụ lời của Chúa, tính sao, Chúa có thể ngồi chờ. Còn cái chuyện mà những tiếng xào xạc của mấy bà nói rằng mình bị đối xử không có công bằng trong việc người múc thức ăn thấy cái mặt của những người Do Thái ở ngoài quốc về thì múc ít hơn. Cho nên có cái sự thăng phiền đó của những người phụ nữ, người Hellenic, tức là những người Do Thái sống ở tại nước ngoài, và có những cái tiếng xào xạc như vậy. Cảm ơn Chúa, trong sự khôn ngoan thì sứ đồ Phi-rơ và các sứ đồ đã kêu gọi anh em chọn 7 người để làm chấp sự, để giúp đỡ cho việc bằng tiệc. Ngoài sự cầu nguyện, chúng ta cũng không thể nào làm cho tiềm năng của mình được lớn lên ở trong Chúa Giê-xu. Giu-đa câu số 20 nhắc chúng ta điều đó. Hãy xây dựng đức tin của mình trên nền tảng rất thánh bằng sự cầu nguyện trong Thánh Linh. Chúng ta thấy cầu nguyện làm cho chúng ta được tăng trưởng, làm cho chúng ta được phước hạnh ở trong ơn của Chúa, làm chúng ta biết rõ Chúa hơn. Và dân sự mà biết Chúa của mình càng rõ chừng nào, những con người đó dám làm những chuyện táo bạo chừng đó. Bởi vì mình biết Chúa, mà càng biết Chúa rõ chừng nào, chúng ta càng tin chắc được rằng đó là không một việc gì là khó cho Chúa của chúng ta, và chúng ta sẽ dám làm những chuyện lớn ở trong ơn của Chúa. Và xin Chúa ngày ban phước để những điều này làm mới lại trong chúng ta, kích lệ chúng ta về sự cầu nguyện. Nên tối hôm nay tôi đề nghị với anh chị em, điều tốt nhất sau khi chúng ta nghe và được kích lệ về sự cầu nguyện đó là chúng ta sẽ hợp lại với nhau nhóm 3-4 người, và chúng ta tha thiết gõ cửa thiên đàng trong buổi tối hôm nay. Thứ nhất, chúng ta xin Chúa làm bùng lên ngọn lửa cầu nguyện ở trong đời sống của những người lãnh đạo trong hội thánh của chúng ta. Chúng tôi tha thiết kêu gọi, và tôi nói rằng những người lãnh đạo thật ở trong hội thánh của Chúa thì chúng ta phải là những người cầu nguyện, và chúng ta phải làm gương trong sự cầu nguyện. Thứ hai, chúng ta cầu nguyện để ngọn lửa cầu nguyện sẽ lan ra và trở thành lối sống của tất cả mọi người trong hội thánh của chúng ta. Cầu nguyện là ưu tiên, cầu nguyện là quan trọng, cầu nguyện là huyết mạch của chúng ta. Đừng để chúng ta phải rơi vào trong cái tình trạng như Indonesia. Khi mà nhà thờ bị đốt, những người Hồi giáo quá khích đi đến bắt mục sư, gia đình mục sư, giết các mục sư, đốt hơn 1.000 cái nhà thờ. Lúc bây giờ họ đã bỏ tất cả, vì họ tin chắc một điều, nếu không có sự can thiệp của Chúa thì họ là người kế tiếp. Cho nên họ lao vào cầu nguyện và hiệp một với nhau trong sự cầu nguyện. Thì cái kết quả là Chúa chẳng những gìn giữ họ, làm cho ngừng lại cái công việc của những người Hồi giáo quá khích. Chẳng biết một cái vùng mà những người Hồi giáo quá khích họ đã tuyên bố rằng họ sẽ tiêu diệt tất cả những cơ đốc nhân sống gần họ. Thì cái trận tsunami chúng ta còn nhớ là cái vùng thiệt hại nặng nhất. Hơn 200.000 người chết ở tại cái vùng đó. Họ cũng khám phá được một điều, đó là cơ đốc nhân Hoa Kỳ đã đến và tiếp trợ cho họ. Thì có những người họ khóc rằng khi New York của nước Mỹ bị những người Hồi giáo quá khích lái máy bay làm cho nổ, làm cho sập 2 tòa nhà mậu dịch thế giới, thì họ đã xuống đường nhảy múa ăn mừng vì New York đã gặp một cái tai nạn lớn như vậy. Họ nói rằng khi họ gặp tai nạn, gặp tsunami, thì cái chiếc tàu đầu tiên mà họ thấy ở ngoài khơi của họ là của người Hoa Kỳ đem đồ tiếp trợ đến. Và họ đã thay đổi cái sự suy nghĩ của họ. Ngài khen Chúa. Chúng ta cầu nguyện để Chúa Ngài sẽ khiến mỗi một chúng ta có một cái lối sống của những con người cầu nguyện. Những con người cầu nguyện không thôi, những con người có cơ hội là chúng ta cầu nguyện. Những con người mà chúng ta hiệp tác với các anh em của chúng ta để chúng ta cầu xin những điều mà chúng ta cùng nhau gõ cửa thiên đàng để xin điều đó. Thứ ba, chúng ta là những cá nhân, chúng ta sẽ dành nhiều thời giờ với Chúa hơn là thời giờ cho những sinh hoạt tôn giáo khác. Nếu chúng ta so với lại những thời giờ thì chúng ta sẽ thấy rằng có một cái việc thiếu quân bình, xin Chúa nghe cho chúng ta sống kiện toàn. Thứ tư, xin Chúa cho nội dung của lời cầu nguyện của chúng ta không chỉ là xin Chúa cho con cái này cái kia, nhưng mà lời cầu nguyện của chúng ta sẽ có liên hệ đến sự rao truyền tin lành ra khắp thế giới và sự hiệp một của hội thánh và sự lớn lên của tín hữu. Đặt mục tiêu đó với chúng ta cầu nguyện thường xuyên. Và chúng ta thứ năm, chúng ta cầu xin Chúa ngày dấy lên các chức vụ và đội ngũ của 100.000 chiến sĩ cầu nguyện cho Việt Nam sẽ được cứu. Tôi công bố để rồi nó sẽ hiện hữu.
speak into existence. Chúng tôi thường nói với anh chị em, dù có người nói ông đó ông điên rồi đó, nói những cái chuyện không tưởng. Còn thà là tôi có những ước mơ lớn với Đức Chúa Trời hơn là những người không có ước mơ gì hết. Amen anh chị em. Nếu ngày Chúa Giêsu trở lại mà chưa có 100.000 người chiến sĩ cầu nguyện, thì đó là bởi vì chúng tôi hết giờ, chứ không phải là Chúa không đáp lời cầu nguyện. Amen. Thì tôi tin rằng khi chúng ta cầu nguyện, Chúa Ngài sẽ đáp lời. Mà Ngài còn hứa với chúng ta rằng quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng những điều chúng ta có thể cầu xin hoặc suy tưởng. Tôi chia sẻ điều này để khích lệ anh chị em là có rất là nhiều điều mà khi việc nó xảy ra rồi, tôi ngồi và tôi rằng ước gì con xin nó lớn hơn một chút, lớn hơn cái số mà con xin. Bởi vì Chúa luôn làm những việc lớn hơn những điều chúng ta có thể nghĩ ra. Và cuối cùng xin Chúa tiếp trợ tài nguyên để hỗ trợ cho Khải Tượng Việt Nam sẽ được cứu. Nếu không thể thất bại, nếu Chúa ở cùng và nếu có tài chánh, thì những ước mơ của chúng tôi, đó là Việt Nam của chúng ta, sẽ có một cái vòm che phủ cả đất nước Việt Nam của chúng ta bằng sự cầu nguyện. A canopy of prayer bao phủ đất nước Việt Nam của chúng ta. Và nếu tôi có tài chánh, tôi sẽ mời một số những chức vụ đã có những mạng lưới cầu nguyện sẵn. Tôi sẽ yểm trợ họ tài chánh để họ sẽ dành trọn thời gian cho sự cầu nguyện. Amen anh chị em? Được không? Bởi vì nếu họ có điều kiện, họ sẽ tập trung vào trong sự cầu nguyện một cách mạnh mẽ càng hơn và tập trung hơn để có thể phát triển ra hơn là chỉ có vừa đủ ở trong cái khả năng của họ. Nếu có tài chánh, chúng tôi sẽ ước mơ là sẽ in 10 triệu cuốn kinh thánh để những gia đình cần có kinh thánh sẽ có kinh thánh. Và những người có thể có kinh thánh ở trong những cái tablet của mình cũng như là ở trong những cái điện thoại khôn ngoan của mình, thì người ta có thể chuyển tải nó xuống. Ước mơ là chúng ta sẽ có 10 triệu cuốn kinh thánh. Chúng ta ước mơ rằng sẽ có trường đào tạo mục vụ. Chúng ta ước mơ rằng sẽ có những cái kế hoạch để chúng ta mở hội thánh mới. Chúng ta ước mơ để chúng ta có thể giúp đỡ cho những cái nơi mà công việc đang phát triển, chúng ta đến để có thể khích lệ, động viên để công việc cứ điệp mở rộng ra trong ơn của Chúa, củng cố hội thánh đã có mặt và yểm trợ trong việc mở hội thánh mới. Để rồi Việt Nam sẽ được cứu. Amen anh chị em. Nên cầu nguyện Chúa Ngài sẽ tiếp trợ tài nguyên từ nhân sự, tài chánh, ân quyền. Chúa Ngài ban phước trên chúng ta trong ơn của Chúa. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ dành thời giờ để cầu nguyện cho các vấn đề. Thứ nhất, chúng ta cầu nguyện cho lãnh đạo, chúng ta cầu nguyện cho hội thánh, cầu nguyện cho cá nhân của mình. Rồi Chúa Ngài sẽ đốt ngọn lửa của sự cầu nguyện. Có một vị mục sư, khi ông hỏi cha của mình cũng là mục sư về hưu nhiều năm trước, đó là thưa cha, bao giờ thì nước Mỹ này sẽ kinh nghiệm sự phục hưng? Thì cha của ông nói rằng khi nào người ta đánh nước Mỹ này. Đó là cha của mục sư Eddie Smith đã chia sẻ với ông điều đó. Bây giờ nghe thì chúng ta thấy rằng lý do là bởi vì hội thánh ở đây bình an, an toàn quá, nên chúng ta không thấy là mình cần cầu nguyện, cần Chúa. Nhưng mà nhớ một nguyên tắc khác cũng được nhắc nhở cho chúng ta: sự phục hưng đến bởi hai điều. Một, có thể là do sự bắt bớ. Hai là do passion. Persecution or passion. Vì chúng ta yêu Chúa, chúng ta muốn thấy nước của Chúa được mở rộng, chúng ta yêu Chúa và chúng ta muốn gần gũi với Ngài. Khi chúng ta thấy chàng rể không có mặt với cô dâu, hội thánh không có sự hiện diện của Chúa, thì chúng ta kiêng ăn, chúng ta cầu nguyện, chúng ta tìm kiếm Chúa. Revival come by persecution or by passion. Những nơi khác mà tôi đã kể cho anh chị em đấy, thì đa số là bởi persecution. Thì chúng ta có thể nói rằng cho đến giờ phút này, hội thánh của Chúa ở tại Mỹ này chưa bị bắt bớ. Anh chị em, trong 6 tháng vừa qua, chúng ta thấy rằng mức độ hội thánh và cơ đốc nhân bị bắt bớ tại Mỹ này và bị tấn công đang gia tăng. Thật ra chúng ta đã bị bắt bớ nhiều thập niên rồi, nhưng mà vì nó chưa có đụng trực tiếp với mình cho nên chúng ta chưa thấy nó. Và tôi khuyến khích anh chị em là chúng ta đừng để cho chuyện nó xảy ra rồi lúc đó mình mới chạy đến với Chúa. Vì chúng ta là những người có sự sức giàu Isaka mà. Chúng ta sống trước thời đại của chúng ta biết những điều nó có thể xảy đến. Những sự khó khăn có thể xảy đến ở trong những ngày sắp đến. Khoảng 10 năm trước,
khi đội ngũ của những người bảo vệ của Hội Thánh Grace Community đến đây, họ giúp đỡ cho chúng ta để VBC Houston của chúng ta có đội gọi là đội an ninh, bởi vì họ có một cái sự nhận định có thể xảy ra những người quá khích của các tôn giáo khác có thể tấn công vào trong các buổi nhóm của những người tin lành. Cảm ơn Chúa, thành phố Houston nhờ cái tiếng chuông đó của họ mà Hội Thánh đã tổ chức nhiều cái phương cách để chúng ta giữ an ninh trong buổi nhóm của mình. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì VBC của chúng ta là một trong những cái điểm nhóm mà chúng ta đã thực hiện công việc này nhiều năm. Và xin Chúa ngài cho cái sự an ninh an toàn của chúng ta và Hội Thánh của Chúa chung cũng được nâng cao ở trong ơn của Chúa. Và chúng ta cũng thừa biết chúng ta trong tiểu bang Texas của chúng ta có nhiều cái sự cố xảy ra mà chúng ta thấy rằng là điều rất là đáng tiếc cho các Hội Thánh. Thì chúng ta biết rằng ngày hôm nay thì Hội Thánh của Chúa bị thế giới nó xem thường bởi vì muối là bị mất mặn. Tối hôm nay chúng ta cầu nguyện xin Chúa ngài đốt ngọn lửa của sự cầu nguyện để chúng ta sẽ mặn thật là mặn, cháy thật là cháy, nóng sốt cho Chúa ở trong ơn của ngài. Thì điều đó sẽ đem lại những phước hạnh lớn lao, ảnh hưởng dây chuyền cho nhiều công việc ở trong những ngày sắp đến. Cảm ơn Chúa. Chúng ta chia nhóm, mỗi nhóm 3 người và chúng ta cầu nguyện cho các vấn đề này. Trong đó, trong lúc đó thì chúng tôi sẽ cầu nguyện lớn tiếng và hướng dẫn các anh chị em của chúng ta ở xa để cùng amen với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, chủ của mùa gặt, chúng con đến với ngài trong thời gian này. Như lời Chúa Giêsu đã dạy các sứ đồ, các môn đồ đầu tiên, mùa gặt thì thật trúng, xong con gặt thì thiếu. Hãy cầu xin chủ mùa gặt sai thêm những thợ gặt vào trong cánh đồng của mình. Cảm ơn Chúa vì ngài cho chúng con thấy chìa khóa nằm ở chỗ của sự cầu nguyện. Chúng con có những nhu cầu và chúng con tin rằng cầu nguyện là câu trả lời. Thế buổi tối hôm nay dựa trên lời của Chúa và sự dạy dỗ của ngài, cho chúng con cầu nguyện. Chúa sẽ làm bùng lên ngọn lửa cầu nguyện trong đời sống của các lãnh đạo ở trong Hội Thánh của Chúa, trong Hội Thánh của chúng con. Để chúng con thấy anh em của chúng con sẽ lãnh đạo bằng sự cầu nguyện. Không phải khôn ngoan, không phải kiến thức của con người, nhưng mà chúng con lãnh đạo bằng sự cầu nguyện. Để chúng con có thể nhận được sự dẫn dắt từ thiên đàng. Chúng con có sự nhạy bén để có thể đón nhận sự mặc khải hướng dẫn từ nơi Chúa. Để chúng con sẽ thấy chúng con làm đúng việc, đúng lúc như sự sức giàu mà Chúa ngài đã ban cho các lãnh đạo của chi phái Issachar. Chúng con xin điều này xảy ra, Chúa giáo để bởi sự cầu nguyện. Chúng con có sự khôn ngoan dẫn dắt từ nơi Chúa để chúng con không phí thì giờ. Và chúng con sẽ làm những công việc thật là hiệu quả ở trong ơn của ngài. Và sự soi sáng của Chúa khiến cho chúng con làm đúng việc, đúng lúc, đầu tư vào đúng chỗ để chúng con thấy kết quả mà chúng con mong đợi sẽ là tối đa ở trong ơn của ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Cho tôi xin tuyên bố một làn sóng của sự cầu nguyện cho Hội Thánh Việt Nam của chúng con. Để chúng con sẽ thấy tất cả các nhà thờ, buổi cầu nguyện sẽ là một trong những buổi nhóm đặc biệt mà Hội Thánh của Chúa sẽ mở ra. Trời ơi, chúng con được thuyết phục khi chúng con nhìn thấy gương cầu nguyện của Hội Thánh của Chúa ở tại Hàn Quốc, ở tại Indonesia, ở tại Trung Quốc. Là Đức Chúa Trời của chúng con xin giúp đỡ để chúng con không chỉ được thuyết phục rồi ước mơ, nhưng chúng con sẽ làm. Chúng con sẽ là những lãnh đạo cầu nguyện. Và con cầu nguyện xin Chúa ngài cho để ngọn lửa cầu nguyện cũng lan ra để trở thành một lối sống cho tất cả anh chị em chúng con trong Hội Thánh. Ôi Đức Chúa Trời của chúng con tin rằng khi tất cả Hội Thánh cầu nguyện thì không một việc gì là không thể xảy ra được. Nhưng mà Chúa xin ngài hành động, ngài làm việc bắt đầu bằng chúng con, Chúa giọng đốt cháy chúng con, khiến cho chúng con không thể nào im lặng được nữa, mà chúng con sẽ cầu nguyện. Chúng con sẽ nắm bắt hết tất cả những thời giờ và những cơ hội mà chúng con có được để chúng con sẽ làm gặp người. Chúng con trao quyền pháp lý cho Chúa, chúng con sẽ kêu xin, chúng con sẽ mời Chúa ngài can thiệp vào trong những hoàn cảnh, cho những gia đình, cho những hôn nhân, cho những người trẻ, cho những con người cần được cầu thai. Ôi là Chúa, để chúng con có thể trao quyền pháp lý của Chúa, để chúng con kêu xin ngài thăm viếng, làm việc, cứu những người trong dòng họ của chúng con, ở trong những gia tộc của chúng con. Bởi ơn của ngài, Chúa giấu chúng con thấy rằng bởi lời cầu nguyện của chúng con, Chúa nhận quyền pháp lý và ngài hành động, và chúng con thấy công việc của Chúa là đồng loạt Chúa kéo vô số người đến với ngài cùng một lúc ở trong ơn của ngài. Bởi vì Đức Chúa Trời chúng con là Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện.
Nên chúng con xin Chúa Ngài cho chúng con làm những con nhân của Chúa, biết đặc quyền mà Chúa Ngài cho chúng con, để chúng con cầu nguyện, để chúng con sẽ kêu cầu, chúng con sẽ gõ cửa thiên đàng, và chúng con thấy thiên đàng sẽ mở ra. Ô lạy Đức Chúa Trời của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã bày tỏ trong lời của Ngài. Trong khi suốt cả ngày, các tiên tri của ba anh 450 tên đã phải rập da của mình, xé rác thân thể của mình để kêu cầu ba anh, nhưng không có một sự đáp lời. Nhưng khi người của Chúa, con người của sự cầu nguyện, con người của sự kêu nài với Đức Chúa Trời là tiên tri Lê bước lên, thì chỉ 26 chữ ông đã thấy Chúa Ngài đáp lại bằng lửa từ trời xuống để thiêu đốt của lễ. 26 chữ Chúa Ngài đã bày tỏ Ngài là chân thần, để Israel có thể không còn đi dẹo hai bên nhưng mà trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời của mình. 26 chữ trong sự cầu nguyện của một con người hiểu được giá trị của sự cầu nguyện, nhờ cậy Chúa và mời Ngài bước vào. Một con người quen thuộc với sự hiện diện của Chúa, một con người gần gũi với Ngài đã cầu nguyện, thì Chúa Ngài đã đáp lời để đem lại một sự phục hưng cho cả đất nước. Ở trong ơn của Chúa, chúng con ngợi khen Ngài, xin ban phước Chúa Giêsu, Ngài làm cho tinh thần cầu nguyện, Ngài làm cho ngọn lửa cầu nguyện sẽ lan ra và trở thành lối sống của tất cả anh chị em chúng con thuộc về BVC Houston này, để chúng con sẽ được biết đến là những con người sinh hoạt ở trong một hội thánh cầu nguyện. Chúng con ngợi khen Ngài. Và những cá nhân Chúa Giêsu, chúng con xin Chúa Ngài cho chúng con, hay chúng con dành thời giờ cầu nguyện nhiều hơn, và chúng con nói chuyện này chuyện kia, chúng con làm chuyện này chuyện nọ ở trong ngày, nhưng mà chúng con sẽ có một cái thời khóa biểu và thời giờ để chúng con cầu nguyện nhiều hơn nữa ở trong ơn của Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài, xin giúp đỡ Chúa Giêsu để chúng con cũng làm những gương sáng ở tại nhà của chúng con, để con cháu của chúng con cũng thấy chúng con là những người cha người mẹ, là người ông người bà, là những con người cầu nguyện, để chúng nó cũng được ảnh hưởng theo. Bởi vì chúng con tin rằng cầu nguyện không phải chỉ được dạy dỗ huấn luyện, nhưng mà cầu nguyện là nắm bắt được gương của những người đi trước và học theo để có thể trở nên những con người cầu nguyện. Chúng con ngợi khen Ngài, xin ban phước Chúa Giêsu, để bởi ơn của Ngài, nội dung của lời cầu nguyện của hội thánh của Chúa, chúng con xin Chúa Ngài cho chúng con giảm bớt, kêu xin Chúa cho những nhu cầu cá nhân, dâng cho Chúa một danh sách dài của những nhu cầu cá nhân, nhưng chúng con sẽ bắt đầu cầu nguyện cho sự phát triển hội thánh của Chúa, cho việc giảng tin lành, cho việc môn đồ hóa, để chúng con sẽ thấy khắp thế giới được nghe về tin lành của Ngài và sự hiệp một trong hội thánh của Chúa, để chúng con thấy đạo của Ngài cứ tiếp tục phát triển và mở rộng ra trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Chúa, xin ban ơn, xin giúp đỡ cho chúng con Chúa Giêsu, để chúng con sẽ thấy được những điều này được thể hiện ở trong ơn của Chúa, là Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con cầu xin những điều này, và chúng con tin rằng lời của Chúa hứa, một quyển sách được mở ra và Ngài ghi chép những điều này. Xin Chúa ghi chép điều con cầu xin trong buổi tối hôm nay. Chúa, Ngài dấy lên các chức vụ và đội ngũ của 100.000 cơ đốc nhân Việt Nam của chúng con trở nên những chiến sĩ cầu nguyện. Chúa cho chúng con được ơn của Chúa để có thể nối kết các chức vụ cầu nguyện trên khắp đất nước Việt Nam của chúng con, cũng như tại hải ngoại này, để chúng con sẽ có một đội ngũ anh chị em của chúng con sẽ cùng nhau chia sẻ với nhau những điểm cầu nguyện, những nhu cầu cầu nguyện, để chúng con cùng nhau nhịp nhàng gõ cửa thiên đàng, hiệp lòng hiệp ý và dâng lên Đức Chúa Trời, để Chúa Ngài có trọn quyền pháp lý để có thể làm những công việc lớn của Ngài cho dân tộc Việt Nam của chúng con ở nước ngoài này, ở hải ngoại này, cũng như tại quê nhà của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con xin Chúa Giêsu, chúng con xin trong buổi tối hôm nay, và lạy Chúa xin nghe từ nơi vị trí của chúng con trong buổi tối hôm nay, 100.000 chiến sĩ cầu nguyện sẽ được dấy lên trong những ngày sắp đến. 100.000 chiến sĩ cầu nguyện Việt Nam sẽ được dấy lên ở trong những ngày sắp đến, để chúng con có thể gõ cửa thiên đàng, để chúng con sẽ thấy bất rúng động, mà chúng con sẽ thấy hết thảy đều đi ra giảng đạo một cách giản dị trong ơn của Chúa. Lạy Chúa, con cầu xin Chúa Ngài tiếp trợ tài nguyên cho chúng con, Đấng hứa rằng Ngài ở cùng với chúng con cho đến tận thế. Chúa là Đấng đã hứa với chúng con và Ngài ban cho chúng con điều Cha hứa. Chúng con cảm ơn Ngài vì tài nguyên, vì sự sức dầu, vì quyền năng của Đức Thánh Linh ban cho chúng con để hỗ trợ cho Hải Tường Việt Nam sẽ được cứu. Chúa là Đấng ban cho chúng con nhân sự để chúng con sẽ thấy nhiều cuộc đời nữa từng là những bộ xương khô không có sự sống, không có một chút gì của sự sống động, đã trở nên sống động và trở nên phần tử của một đạo quân lớn. Chúng con xin Chúa Ngài tiếp trợ ơn của Ngài, và điều này sẽ xảy ra trong ơn của Chúa. Chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài ban ơn để chúng con thấy tất cả những tài nguyên khác. Ô lại Đức Chúa Trời của chúng con, rót đổ sự khôn ngoan thiên thượng trên hội thánh của Chúa, để chúng con thấy chúng con có thể sánh vai với anh em của chúng con, hội thánh của Chúa đối với các dân tộc khác. Họ có những sự sức dầu, có những con người, có những chức vụ và đem lại sự khích lệ cho cả thế giới. Xin làm điều đó cho người Việt Nam của chúng con, Chúa Giêsu. Ôi lạy Chúa, xin ban ơn để chúng con thấy sẽ có những sáng kiến, sẽ có những phương cách để sử dụng những cái phương tiện truyền thông ngày hôm nay, mạng xã hội và nhiều phương cách khác nữa, để chúng con có thể giữ phần vào trong công việc rao giảng tin lành của Chúa cho dân tộc của chúng con ở khắp mọi nơi. Ở trong ơn của Ngài, xin ban phước Chúa Giêsu tiếp trợ cho chúng con những con người được Chúa Ngài điều động
Chúng tôi có một sự kêu gọi nắm bắt và thấy được khải tượng mà Chúa ngài cho chúng con để sẽ được Chúa ngài quy tụ về đây, và chúng con sẽ có một toán media sẽ được Chúa ngài sử dụng để chúng con có thể ảnh hưởng một cách lan rộng ra, và nhiều người sẽ được phước ở trong những ngày sắp đến. Và chúng con tin rằng những gì Chúa ngài ban cho chúng con tại đây thì Chúa ngài cũng sẽ dùng và giúp đỡ chúng con để chúng con có thể phân phối, chúng con sẽ làm cho lan rộng càng hơn cho những gì Chúa ngài đã ban cho chúng con. Trong ơn của ngài, chúng con cảm ơn ngài, tiếp trợ Chúa giáo dấy lên ban phước, trao khải tượng Chúa giáo có những người anh em của chúng con ở tại Việt Nam hay ở khắp nơi trên thế giới. Chúa ngài cho có thể kết nối với chúng con, và trong khải tượng Việt Nam sẽ được cứu. Chúng con sẽ thấy một mạng lưới được Chúa ngài sử dụng để chúng con có thể làm những việc lớn ở trong ơn của ngài. Cảm ơn Chúa vì những quyển kinh thánh có nhiều bản dịch khác nhau đã được đăng tải lên. Ôi lạy Chúa, có những phương tiện, có những chương trình huấn luyện, có những chương trình bồi linh, có những quyển sách bồi linh đã được đọc, và nhiều sáng kiến khác nữa được Chúa ngài soi sáng để chúng con thấy công việc cứ được mở rộng ra trong ơn của ngài. Chúng con cảm ơn ngài, xin ban cho sự khôn ngoan dẫn dắt sáng kiến đổ ra ở trên hội thánh của ngài, Chúa Giêsu, vì chúng con là con cái của đấng khôn ngoan đời đời, chúng con là đấng là con cái của đấng vô sở bất tri, Chúa Giêsu. Xin Chúa ngài ban ơn cho chúng con, cho chúng con có sự khôn ngoan thông sáng từ trên cao, được sự dẫn dắt từ nơi Chúa, được sự sức dầu của Isaka, để chúng con sẽ là những người sống trước thời đại của mình. Chúng con ngợi khen ngài, chúng con chúc tụng Chúa. Chúa thật tuyệt vời, chúng con ngợi khen ngài. Chúng con nguyện xin Chúa ngài khiến cho đời sống của chúng con sẽ kinh nghiệm được những sự đáp lời siêu nhiên từ nơi Chúa trong những ngày sắp đến, để chúng con mỗi lần họp lại với nhau, chúng con sẽ làm chứng những điều lớn lao thế nào Chúa ngài làm việc ở trong ơn của ngài. Chúng con cảm ơn ngài, những ban phước Chúa giấu và điều động anh chị em của chúng con trong hội thánh. Đừng để ai ngồi yên mà không tham dự vào trong những công tác, trong sự hầu việc Chúa. Đừng để ai trong chúng con trở thành những cánh tay đồng đưa, mà chúng con sẽ là những bộ phận không thể thiếu. Chúng con sẽ là những con người được Chúa ngài sử dụng, những tác nhân để có thể đem lại sự biến đổi ở trong ơn của ngài, Chúa Giêsu. Thì chúng con đã được Chúa ngài biến đổi chúng con, xin Chúa ngài dùng chúng con để đem lại sự biến đổi cho những cuộc đời khác, cho những gia đình khác nữa. Chúng con ngợi khen ngài, tạ ơn Chúa để phước hạnh mà Chúa ngài ban cho chúng con, chúc tụng ngài. Xin ban ơn trên hết thảy anh chị em chúng con về đây trong buổi tối hôm nay. Chúng con sức khỏe từ nơi Chúa ban cho, chúng con cầu nguyện trong thời gian này có một sự sức dầu từ nơi Chúa giáng xuống trên anh chị em chúng con một cách tươi mới, để chúng con thấy như buồm của chúng con được bọc gió, cánh diều của chúng con bọc gió. Chúng con sẽ lên cao, chúng con sẽ đi nhanh, vì lửa của Chúa cháy bùng trong cuộc đời chúng con, và gió của Thánh Linh thổi để buồm của chúng con căng, và chúng con sẽ bắt đầu đi với tốc độ nhanh hơn. Những công việc mà trước đây phát triển một cách chậm chạp, chúng con xin Chúa ngài giao ơn, và chúng con thấy nó sẽ đi với tốc độ theo như quyền năng siêu nhiên của ngài. Nên con thấy có thể bắt kịp ở trong công việc, thấy 53 triệu người Việt Nam của chúng con được chuyển vào vương quốc của Chúa trước ngày Chúa trở lại. Chúng con cảm ơn ngài, chúng con chúc tụng ngài, ngợi khen Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho năm chị em. Chúng ta sẽ sử dụng tài liệu để suốt ở trong tuần lễ mới, chúng ta sẽ gõ cửa thiên đàng và xin Chúa ngài ban cho, để chúng ta sẽ đồng hành, để chúng ta sẽ gõ cửa, và chúng ta cũng thấy bắt đầu từ đời sống của mỗi người chúng ta, tinh thần cầu nguyện được Chúa ngài làm cho nóng cháy, làm cho hiệu quả, để chúng ta sẽ thấy phước hạnh của Chúa liên quan đến sự cầu nguyện, liên quan đến việc giảng tin lành của Chúa cho thế giới, sẽ được Chúa ngài đáp lời qua sự cầu nguyện ở trong đời sống của chúng ta và hội thánh của Chúa. Xin kính chào tạm biệt các anh chị em đã đồng hành với chúng tôi ở trên mạng ở trong thời gian qua. Xin Chúa ban phước. Chúng ta sẽ gặp lại ở trong những thời gian cầu nguyện sắp đến của chúng ta ở trong ơn của Chúa. Ở tại đây thì chúng tôi sẽ nán lại và cầu nguyện cho những ai có những nhu cầu cá nhân, anh chị em có thể tiến lên và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị trước khi chúng ta ra về hội thánh. Buổi các con gái của Chúa, những chiến sĩ cầu nguyện, Chúa ban phước cho anh chị em một tuần lễ mới phước hạnh đầy sự sức dầu của Chúa trong chức vụ cầu nguyện cầu thai của chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.